Xin chào các bạn. Trên tay tôi hiện tại đang là chiếc Yotaphone, một chiếc smartphone rất là độc đáo, tới từ nước Nga. Đây là chiếc smartphone được mệnh danh là iPhone của nước Nga. Máy được xách tay về Việt Nam, cửa hàng Clickbuy Trần Đăng Ninh, Hà Nội đang đưa ra mức giá 19 triệu đồng cho sản phẩm này. Hộp đựng máy cũng rất là lớn, thiết kế rất là độc đáo. Các bạn thấy rất là độc đáo đây. Yotaphone có thiết kế rất là đơn giản, gọn gàng. Máy có màn hình 5 inch với độ phân giải Full HD sử dụng công nghệ Super AMOLED. Nếu thoạt nhìn như thế này thì mọi người có thể thấy kiểu dáng của máy không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, điểm độc đáo chính là việc máy có tới hai màn hình. Đây là màn hình chính với độ phân giải Full HD và kích thước 5 inch, và một màn hình ở phía sau. Dù được thiết kế ôm quang cho cảm giác cầm thoải mái và không khác so với việc cầm ở bản lưng chiếc smartphone thông thường. Nhưng điểm thú vị là nó lại sở hữu một cái màn hình UHD với kích thước 4,7 inch và sử dụng công nghệ mực điện tử, giống như những chiếc Kindle, máy đọc sách của Amazon. Màn hình này nó cũng hỗ trợ cảm ứng, người dùng có thể vuốt lên trên để mở khóa. Những tính năng chính ở trên chiếc màn hình này người dùng có thể thực hiện đấy là việc nghe gọi, nhắn tin, kiểm tra thư điện tử hay đặt thông báo. Màn hình chính chia thành nhiều mặt khác nhau, đây là hiển thị những cái tính năng cơ bản, hiển thị giờ và thời tiết. Hoặc là có thể dùng để đọc sách. Bởi vì sử dụng công nghệ mực điện tử, hiển thị dưới ánh sáng, trời nắng, cát cũng rất là chuẩn, giống như trên những tờ giấy thông thường. Ngoài ra thì khi đọc trong bóng tối, hiện tượng mỏi mắt cũng được giảm bớt. Nếu như ta quay về màn hình chính và mở màn hình phía sau cũng được khóa. Vì vậy lúc ta chạm vào thì sẽ không gặp phải việc bấm nhầm. Ngoài những tính năng này, người dùng có thể chuyển hóa toàn bộ màn hình hiển thị ở phía trước ra phía sau bằng cách giữ phím home và vuốt lên chọn chế độ chuyển Yota Mirror. Như vậy các bạn có thể thấy, đây là một chiếc smartphone với màn hình mực điện tử. Màn hình này có những hạn chế do nó sử dụng công nghệ mực điện tử nên chỉ có thể hiện những màu cơ bản là trắng và đen, không hiển thị được màu sắc. Hơn, độ trễ về cảm ứng sẽ khá cao, làm cho các thao tác chậm. Bên cạnh đấy thì việc sử dụng mực điện tử e-ink nên nó hiện tượng lưu hình, cái hình được hiển thị quá lâu trên cùng một màn hình thì sẽ bị lưu lại, ví dụ như là logo, biểu tượng. Nhưng khi sử dụng chế độ này thì thời lượng pin tiêu thụ sẽ rất là ít. Đây sẽ là một cái tính năng tốt với những chiếc smartphone bây giờ vì nó sẽ kéo dài thời lượng sử dụng pin lên rất lâu. Bạn có thể chụp ảnh màn hình chuyển về phía sau. Xin cảm ơn.